Xin chào các anh chị và các bạn. Trước mặt các anh chị các bạn á, là chị Hà ở Đông Anh, Hà Nội á. Thì chị Hà này là trước đó là chị Hà là hay bị mất ngủ. Có nghĩa là có những lúc á, là chị làm bên công ty là có lúc là làm ban ngày, có lúc là làm ban đêm. Thì có khi là nguyên một tuần làm 3 ngày rồi ban đêm về ngủ. Có khi là làm nguyên tuần ban đêm rồi ban ngày về ngủ. Cho nên là cái thời gian chị không có được linh hoạt. Sau đó là chị bị mất ngủ dài dặn luôn. Thì bây giờ là em muốn hỏi chị Hà, khi mà chị Hà dùng cái này này, thì em muốn hỏi chị Hà là trước khi mà chị Hà biết đến cái sản phẩm này, trước khi Hà dùng cái sản phẩm này thì chị Hà đang gặp phải cái tình trạng gì? Chị trước kia chị chưa biết đến sản phẩm này thì chị cứ thường xuyên là mất ngủ này, đau đầu này, đau vai gáy này, mỏi lắm ấy. Thì kiểu đi làm thì kiểu cứ đang mình đang làm đêm, thức đêm mà đang làm đêm là xong bắt chuyển sang ngày á, về tuyệt thức thôi mà người nó mệt mỏi, nó đau, uống đủ các loại thuốc mà không khỏi, không đỡ. Thế khi chị chuyển sang cái này ấy, chị uống thì chị thấy nhẹ hơn, đau thì nó giảm, đau đầu nó cũng giảm hơn, mà ngủ thì nó lại ngon hơn. Kiểu như ngày trước là bây giờ mình làm đêm về, tuần làm đêm thì làm ngày về mình ngủ có mạch từ sáng đến chiều, còn em đêm thì chuyển sang tuần ngày thì tối về ăn cơm xong 8 giờ lên giường ngủ có mạch đến sáng. Vẫn thấy thoải mái. Thì nó chỉ bảo ô con này dạo này mày ngủ nhiều quá, đấy chứ mặt mày cứ hút hết cả mắt rồi, bảo ôi dạo này em ngủ ngon lắm. Này cũng khả bác sĩ đây, em đang dùng này, em cũng uống nhưng tức là chân tay thì nó cũng giảm, nó không thấy tê như dạo trước nữa, mà đau em cũng ít đau đầu hơn dạo trước. Thế chị bảo thật dạo này đi làm đều thế, dạo trước đi làm một tháng nghỉ về chục tuổi, dạo này chả thích nghỉ. Ôi dạo này uống này mà hai đầu óc làm được thì em đều được. Các chị biết không là chị Hà này này là bây giờ là đang có mấy giờ đó? Là 14:13. Là hồi nãy á, là Huy mới gọi chị Hà này cái á, là chị Hà này đang còn ngủ. Tức là lúc mà chị Hà còn ngủ xong Huy gọi là xong chị Hà tỉnh dậy luôn đúng không? Tức là tuần Thế chị nay bây giờ đặt chuông báo thức là 4:30 chị bây giờ. À bây giờ chưa được 4:30 mới có 4:00 mấy à? Là Huy là làm phiền giấc ngủ của chị Hà rồi. Có nghĩa là các anh chị biết không là tuần này là chị Hà đang làm ca đêm, mà chị Hà làm ca đêm á, là chị Hà phải đi ngủ ban ngày, mà bình thường á, là chị Hà đi làm ca đêm á, là ban ngày chị Hà không ngủ được, còn có khi á, là chị Hà đi làm ban ngày á, thì ban đêm không ngủ được. Nhưng từ khi mà chị Hà uống cái sản phẩm mà chị Hà đang cầm đến tay á, là nó giúp cho chị Hà ngủ rất là ngon luôn. Ngủ mà hồi nãy Huy gọi mà chị Hà thấy chị Hà ngồi dậy là chị Hà hấp hai con mắt luôn, ngủ rất là ngon luôn. Giống như hồi nãy chị Hà chia sẻ kìa, là ở bên công ty chị Hà là hồi xưa mọi người mới nói là sao lâu 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 là tình thấy là hay bị nghỉ, bởi vì ngủ không được thì người không khỏe thì hay nghỉ việc. Nhưng bây giờ đi làm đều, bây giờ ngủ được rồi người khỏe rồi đúng không? Người Ok khỏe à. đi làm Rồi bây giờ đều. em hỏi này, bây giờ chị Hà mà trước khi chị Hà uống thì chị Hà bị những cái vấn đề đó, bây giờ chị Hà uống lên mà chị khỏe, chị ngủ ngon rồi, tay thì vì không bị tê bì, đầu không bị nhức, hay là cái vai gáy của chị không bị mỏi nữa, thì chị Hà có lời khuyên gì đối với mọi người xung quanh mình không? Tại vì bây giờ chị dùng sản phẩm này chị thấy rất chi hiệu hơn là hiệu quả. Chị cũng hay là em hỏi thì chị cũng nên là nếu như mà tất cả các anh chị em bạn bè trên cộng đồng trên mạng mà có xem được cái đoạn video này thì nếu mà gặp tình trạng như vậy thì nên là dùng sản phẩm này để cho có để được cải thiện sức khỏe, cải thiện được giấc ngủ được tốt hơn thế thôi. Ok. Cảm ơn chị Hà nha. Anh chị nhớ là đây là người thật việc thật luôn, chị Hà này là ở Đông Anh, Hà Nội. Vô tình thôi, vô tình là hôm nay là Huy mới gọi cho chị Hà rồi mới thấy như vậy. Lâu 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 Huy cũng nhắn tin, lâu lâu cũng gọi điện, mà lần này thấy chị Hà ngủ có ngon, ngủ ngon mà hấp mắt luôn. Tại vì chị đợt nếu em mà không gọi là 4:30 chị mới dậy cơ, tại vì hôm nào chị chuông báo thức 4:30 chị mới dậy mà. Ok. Rồi, bây giờ em biết chị ngủ ngon là em mừng rồi.